Tử vi tuổi Bình Ngọ 1966, tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Bình Ngọ sinh năm 1966, tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người biết rõ được tổng quan vận mệnh của mình sẽ diễn ra như thế nào, cát hung, nạp vận ra sao, để từ đó có thể chuẩn bị những phương án dự phòng, tránh hung, hóa cát để mọi sự được thuận buồm, xuôi gió. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể vận hạn của tuổi Bính Ngọ, vận may của tuổi Bính Ngọ, để từ đó mọi người có thể biết được. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi video. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 8 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng, tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, theo kênh Phong thủy Gia Cát, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng, đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý, sẽ trở thành người cô độc. Tháng này, vận trình công việc của gia chủ Bính Ngọ ổn định, gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì vậy, tài chính cũng không thể ít được. Nhưng cần chú ý sức khỏe không được tốt trong thời điểm này sẽ tái phát bệnh cũ. Bính Dương Hỏa gặp Đinh Âm Hỏa nên được gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Bính Ngọ tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, người tuổi Bính Ngọ sẽ có những bước đột phá trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bản mệnh gặt hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Bính Ngọ tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bản mệnh luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Kết quả bản mệnh đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt của đồng nghiệp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc, sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, bản mệnh vẫn cần lập một kế hoạch tốt, không được chi tiêu quá tay. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình.
Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Bính Ngọ cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, bản mệnh cũng sẽ cảm nhận được một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tử vi tháng này khuyên bản mệnh nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bản mệnh cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, vận trình tình duyên của gia chủ Bính Ngọ khá ảm đạm, hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng cơ mới nơi cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân giúp bản mệnh vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có. Tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp phải những xích mích, tranh luận, cãi vã không cần thiết. Là chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Bính Ngọ trong tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Bính Ngọ có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Bính Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8, tức ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Tý, nạp âm, Hải, Trung Kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Bính Tý, nạp âm, Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Mùi, nạp âm, Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8, tức ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Tân Mùi, nạp âm, Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 8, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Quý Mùi, nạp âm, Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Bính Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Ngọ, để
để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi chi tiết của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta lớn hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách ấy, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.